Chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, cả nga và ukraine đều tăng cường sử dụng máy bay không người lái UAV để tấn công các mục tiêu của đối phương. Khi xung đột sắp bước sang năm thứ ba, nga đang tìm cách đưa vào chiến trường những loại UAV mới để áp đảo lực lượng ukraine. Tổng thống nga Vladimir Putin tuyên bố vào năm 2024, nga phải luôn vượt xa các đối thủ trong lĩnh vực tấn công bằng máy bay không người lái nhà lãnh đạo nga lưu ý rằng vẫn còn nhiều mục tiêu cần hoàn thành trong lĩnh vực phát triển uav tổng thống putin đưa ra bình luận trên sau khi có báo cáo cho rằng lực lượng vũ trang nga sẽ được bổ sung các máy bay không người lái tiên tiến mới trong năm nay việc bổ sung kho uav nhằm mục đích cung cấp cho quân đội nga khả năng trinh sát tấn công tầm xa và hoạt động phản pháo theo andrei koskin đại tá đã nghỉ hưu và chuyên gia tại hiệp hội các nhà khoa học chính trị quân sự nga những bổ sung mới cho kho vũ khí của nga sẽ bao gồm các máy bay không người lái như UAV tấn công Lastotka Swallow, UAV góc nhìn thứ nhất FPV Upri, UAV FPV Rusak, UAV Zurab Crane và các UAV cảm tử khác. Ông Koskin cho hay, tất cả các UAV này đang được thử nghiệm trên chiến trường. Những góp ý từ người điều khiển, binh sĩ sử dụng trên chiến trường sẽ được xem xét và thử nghiệm ở chế độ tương tác trực tiếp. Chuyên gia Koskin dành lời khen ngợi cho hai loại UAV là S70 Okonik và UAV Inokodes. Theo ông Koskin, S-70 có các đặc tính kỹ thuật của UAV tương đương với máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57. Ông nhận xét, về cơ bản, đây là loại UAV có thể thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nhất khi tiến hành tấn công, và cho rằng Nga hiện đang sở hữu loại máy bay không người lái sánh ngang với máy bay không người lái của Mỹ như Global Hawk. UAV S-70 Okonik có tầm bay khoảng 3.500 km và có thể bay trên không hơn một ngày mà không cần tiết nhiên liệu chuyên gia quân sự Koskin cho biết, Inokodes là biệt danh dành cho các máy bay không người lái như Orion, Orion 10 và Orion 30. Inokodes là dòng UAV do Tập đoàn Quân sự Quốc phòng Kronstadt của Nga phát triển. Ông Koskin cho hay, trong cuộc xung đột ở Ukraine, quân đội Nga đã thường xuyên sử dụng hai loại UAV này. Chúng có thể hoạt động ở độ cao lên tới 7.500 mét với tốc độ lên tới 200 km một giờ và có khả năng mang theo một quả bom nặng 100 kg như bom FAB-100. Ngoài ra, cả quân đội Nga và quân đội Ukraine đều sử dụng rộng rãi UAV FPV trong cuộc xung đột. Quân đội Nga đã tận dụng khả năng của UAV FPV và tích hợp chúng vào các hoạt động trinh sát và giám sát một cách hiệu quả. Chuyên gia Nga nói, UAV FPV Upri có thể đạt tốc độ lên tới 100 km/h và vẫn giữ được khả năng kiểm soát ổn định. Điều này đã trở thành một lợi ích khá lớn đối với lực lượng Nga. Upi có thể tấn công các mục tiêu sâu tới 10 đến 12 km phía sau chiến tuyến của đối phương, điều này rất quan trọng. Ông Koskin cho biết thêm rằng UAV Lastokka của Nga vượt trội hơn so với UAV Switchblade của Mỹ. Lastokka là máy bay không người lái tấn công nhỏ, có hệ thống dẫn đường tiên tiến và quy trình phóng đơn giản. Ông Koskin nói, điều quan trọng là khả năng của các máy bay không người lái luôn được cải thiện. Nhiều công ty của Nga đang phát triển các mẫu máy bay không người lái như Voron, Luk và Veda để đáp ứng nhu cầu của quân đội Nga. Họ đang nỗ lực cải thiện chất lượng, hiệu quả và số lượng của các UAV. Ông Koskin cho hay, hiện tại chiến thuật bầy đàn UAV đang được sử dụng tích cực, cho phép áp đảo hệ thống phòng không của đối phương ngay cả những hệ thống được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công bằng UAV ở độ cao thấp. Chuyên gia Koskin nhấn mạnh thêm rằng số lượng và chất lượng máy bay không người lái cung cấp cho lực lượng Nga sẽ quyết định hiệu quả chiến đấu của các đơn vị trên chiến trường vì nó sẽ giúp các đội pháo binh và phương tiện bộ binh dễ dàng quan sát mặt trận. Điều này sẽ góp phần vào những quyết định về hoạt động chiến đấu trên chiến trường. Theo chuyên gia quân sự, UAV sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine vào năm 2024. Ông Koskin lưu ý rằng các quốc gia phương Tây có thể nhận ra thực tế rằng Nga chiếm ưu thế về UAV ở một số khu vực nhất định và sẽ giúp Ukraine giải quyết vấn đề này. Trong khi đó, Nga sẽ nỗ lực đẩy lùi những phương án chống UAV của Ukraine. Vladimir Prokvatilov, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Khoa học Quân sự Nga, đã chỉ ra việc Nga sử dụng máy bay không người lái Geranium phiên bản mới nhất có lớp phủ chống radar. Ông Prokvatilov nói, phiên bản UAV Geranium được sơn màu đen, đây là một lớp phủ đặc biệt giúp khuếch tán sóng radar, nó làm cho máy bay không người lái của chúng tôi hoạt động hiệu quả hơn vì khó bị bắn hạ hơn. Quý vị, bộ quốc phòng nga từng công bố một đoạn video cho thấy hệ thống chống máy bay không người lái UAV mới được quân đội nước này sử dụng để bảo vệ xe tăng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Đoạn video được bộ quốc phòng nga đăng tải trên Telegram vừa qua cho thấy cảnh xe tăng chiến đấu chủ lực T-80BVM của nga phá hủy cứ điểm của Ukraine gần làng Pivovarskoe ở vùng Donetsk. Có thể nhìn thấy hệ thống chống UAV Saniya được gắn trên tháp pháo của xe tăng. Hệ thống chống UAV Saniya được thiết kế để phát hiện và triệt tiêu tín hiệu của UAV đối phương. Theo binh sĩ lái xe tăng Nga, hệ thống Saniya được thiết kế để phát hiện và triệt tiêu tín hiệu của UAV đối phương, tạo ra một loại mái vòm bảo vệ xung quanh xe tăng lắp đặt nó. Các thông số kỹ thuật của hệ thống Saniya không được tiết lộ. UAV đã trở thành mối đe dọa chủ yếu săn lùng các xe tăng chiến đấu chủ lực, xe bọc thép, xe tải tiếp tế, bộ binh và thậm chí cả các binh sĩ của cả hai bên trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Để chống lại mối đe dọa tiềm tàng từ UAV của Ukraine, Nga đã gắn các thiết bị gây nhiễu lên xe tăng và các phương tiện quân sự khác. Đây là ví dụ điển hình về chiến tranh điện tử trên chiến trường, khi cả hai bên trong cuộc xung đột đều tăng cường phòng thủ bằng thiết bị gây nhiễu để bảo vệ quân đội khỏi UAV. Ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột, xe tăng và các đội thiết giáp của Nga được hàn một lồng sắt trên xe của họ như một biện pháp phòng thủ thô sơ. Bên cạnh đó, nhà phát triển Rustenodoron cho biết, quân đội Nga đã bắt đầu chiến dịch tấn công giải thảm vào các vị trí của Ukraine bằng UAV Inferno mới. Đại diện Rustenodoron cho biết, máy bay không người lái UAV Inferno được trang bị 9 khe thả lựu đạn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, UAV bay qua các chiến hào của Ukraine, mở cửa sập và thả lựu đạn liên tiếp theo loạt 3 quả mỗi lần. Cách thức này giống như ném bom giải thảm, hậu quả là binh sĩ của đối phương thiệt mạng và bị thương. Ngoài ra, UAV này cũng rất hiệu quả khi tấn công các phương tiện bọc thép hạng nhẹ. Rusteno Drone đã bàn giao hàng trăm UAV Inferno cho các đơn vị của Nga trong khu vực tiến hành kế hoạch quân sự. Đại diện của công ty này cho biết thêm, UAV Inferno được trang bị camera ném bom hướng xuống, thiết bị hỗ trợ ném bom khi đang di chuyển. Điều này làm tăng đáng kể khả năng không dễ bị phá hủy của UAV, bởi trong lúc nó đang lảng vảng, nó có thể bị bắn hạ bằng vũ khí nhỏ. UAV Inferno có thể mang tải trọng chiến đấu 4 kg, bao gồm lựu đạn VOG-17, lựu đạn GP-25 và loại đạn đặc biệt được thiết kế để thả từ máy bay không người lái. UAV có tầm hoạt động 5 km. Cả Nga và Ukraine gần đây đều tăng cường sử dụng UAV đặc biệt là các mẫu mang thuốc nổ cho đòn tấn công cảm tử để tập kích mục tiêu của đối phương nga và ukraine đều mất nhiều xe tăng thiết giáp và nhân lực vì loại vũ khí này cũng như triển khai nhiều cách đối phó với uav của đối phương giới chuyên gia phương tây nhận định ukraine vẫn tụt hậu so với nga trong sử dụng uav trên chiến trường do thiếu người vận hành số lượng uav hạn chế và thiết bị kém chất lượng ngược lại nga đang tận dụng tối đa ưu thế từ nền kinh tế thời chiến nhằm đẩy mạnh sản xuất các loại uav cảm tử Thưa quý vị, ngoài UAV là loại vũ khí nguy hiểm được cả Nga và Ukraine sử dụng phổ biến, nhưng tiêm kích F-16 lại là thứ vũ khí mà Ukraine mong đợi. Một thứ vũ khí khiến Nga phải dè chừng, F-16 có thể xuất hiện trên bầu trời Ukraine vào đầu năm 2024 và tiêm kích có phải là vũ khí thần kỳ như Lầu Năm Góc hứa hẹn. Chuyên gia quân sự người Mỹ Michael Bonet từ Tổ chức Nghiên cứu RAND cho biết, F-16 của Ukraine sẽ chỉ có thể được sử dụng cho nhiệm vụ đánh chặn tên lửa hành trình của Nga. F-16 sẽ không thể đối đầu trực tiếp với lực lượng không quân Nga vì quyền kiểm soát bầu trời không thuộc về lực lượng phòng không Kiev. Hiện tại, Nga đang triển khai nhiều loại chiến đấu cơ hàng đầu trong chiến dịch quân sự đặc biệt, đặc biệt là ở khu vực tiền tuyến. Hệ thống phòng không cùng các thiết bị tác chiến điện tử hiện đại mang lại cho Nga khả năng kiểm soát trên không. Trong khi đó, do lãnh thổ Ukraine quá rộng lớn và sự hạn chế của lực lượng phòng không nước này khiến họ không đủ sức để kiểm soát bầu trời trước đối thủ. Các máy bay chiến đấu của Nga có tính cơ động cao và tầm nhìn xa nên rất phù hợp để hoạt động trong khu vực tiền tuyến. Những chiến đấu cơ của Nga có thể tránh các hệ thống tên lửa của Ukraine bằng cách bay thấp và vẫn có thể giao chiến với các máy bay chiến đấu của Ukraine. Bonnet còn nhấn mạnh thêm rằng, với sức mạnh phòng không của Nga, những chiếc F-16 khó có thể được sử dụng ngay cả khi chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra dọc chiến tuyến. Vai trò chiến đấu mà F-16 có thể thực hiện là hỗ trợ hệ thống phòng không đánh chặn tên lửa hành trình của Nga. Những chỉ huy quân sự ở Lầu Năm Góc cho rằng, F-16 có thể mang tên lửa Storm Shadow, giúp tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không của Nga. Tuy nhiên, phía Ukraine hầu như có rất ít tên lửa như vậy và máy bay chiến đấu của Mỹ sẽ không mang lại bất kỳ lợi thế nào cho lực lượng vũ trang Ukraine. Bonnet viết, F-16 hoàn toàn vô dụng nếu không chế áp được các hệ thống phòng không của Nga. Vì vậy, Ukraine sẽ cố gắng trang bị cho F-16 tên lửa chống radar AGM-88 để làm nhiệm vụ đó. Lực lượng vũ trang Ukraine không có khả năng làm bất cứ điều gì khác vì ngay cả trong năm 2024, họ chỉ có thể nhận được khoảng từ 10 đến 12 máy bay trong tổng số 60 chiếc F-16 mà các nước phương Tây cam kết viện trợ. Cũng theo vị chuyên gia này, lực lượng vũ trang Ukraine cũng sẽ không thể phát huy đầy đủ khả năng của F-16 bởi cơ sở hạ tầng của nước này hiện không thể đáp ứng được. Không quân Nga sử dụng các chiến thuật linh hoạt và hiệu quả tại khu vực quân khu phía Bắc. Ban đầu, các máy bay chiến đấu của Nga hoạt động trong tầm ngắm của hệ thống phòng không Ukraine và chỉ sử dụng bom thông thường. Sau những lần rút kinh nghiệm, không quân Nga đã chuyển sang sử dụng bom chính xác và máy bay đa năng để thực hiện nhiệm vụ không đối đất. Ukraine hy vọng với sự hỗ trợ của F16 sẽ khiến các máy bay chiến đấu của Nga chỉ hoạt động trong phạm vi bảo vệ từ các hệ thống phòng không của họ. Tuy nhiên, điều này sẽ không làm giảm cường độ các cuộc tấn công của Nga bởi Nga đang sở hữu nhiều hệ thống phòng không tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Đồng thời ngành công nghiệp quốc phòng của Nga có thể tăng cường sản xuất nhiều loại tên lửa để đáp ứng nhu cầu chiến đấu. Mặt khác, việc triển khai F16 cũng sẽ mất nhiều thời gian. Chiếc máy bay này cần được trang bị lại, đào tạo phi hành đoàn, hệ thống liên lạc, hệ thống cảnh báo sớm, hệ thống điện tử hàng không và đạn dược cần phải được nâng cấp những yêu cầu này sẽ mất nhiều năm để phát triển và khó có thể được triển khai đầy đủ trong giai đoạn hiện tại của cuộc xung đột. Và nếu không có cơ sở hạ tầng hỗ trợ, các máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine không thể hoạt động hiệu quả. Phía Mỹ hứa sẽ cung cấp cho chính quyền Kiev thêm một số tên lửa chống radar AGM-88 và bom lượn Zidam, nhưng Lầu Năm Góc không cho biết cụ thể F-16 sẽ trang bị loại vũ khí nào. Tên lửa không đối không tầm xa mạnh nhất của NATO hiện tại là AIM-120D của Mỹ và Meteo của Anh chỉ những tên lửa như vậy mới có thể vượt qua các hệ thống phòng không tầm xa của Nga. Tuy nhiên, chính quyền Kiev sẽ không nhận được bất kỳ loại tên lửa nào trong số này, và nếu không được trang bị những tên lửa trên thì những chiếc F-16 cũng không vượt trội hơn những chiếc MiG-29 mà Ukraine đang có. Nếu F-16 của Ukraine dự kiến tấn công các mục tiêu trên mặt đất, chúng cũng sẽ cần loại bom phù hợp. Lực lượng vũ trang Ukraine có thể nhận được bom dẫn đường có độ chính xác cao như loại GBU-39 SDB. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán bởi lâu Năm Góc vẫn chưa hứa hẹn bất kỳ loại bom cụ thể nào cho lực lượng vũ trang Ukraine. Michael Bonnet khẳng định F-16 sẽ không giúp Ukraine giành chiến thắng. Hỗ trợ quan trọng nhất cho Ukraine vẫn là pháo binh, thiết bị y tế, phương tiện mặt đất và máy bay không người lái, chứ không phải là máy bay chiến đấu. Đồng thời, như ấn phẩm Frankfurter Rundschau của Đức viết, Nga đang tăng cường hiện diện trên không. Vũ khí đáng gờm nhất là máy bay trực thăng K-52 đang được sử dụng ngày càng nhiều ở khu vực Kherson, biên giới với Donbass và khu vực Kharkov do Ukraine kiểm soát. Frankfurter Rundschau cho biết, lực lượng phòng không hùng mạnh của Nga đã triển khai ở đó. Do đó, kể cả Kiev có triển khai F-16 cũng sẽ không thể chống lại các cuộc tấn công hiệu quả của trực thăng K-52. Thưa quý vị, Ukraine lần đầu phát hiện hỏa thần TOS-2 Tosovka của Nga gần chiến tuyến. Được biết, hệ thống tên lửa nhiệt áp phóng loạt TOS-2 Tosovka của Nga có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly gần hơn 10 km, khiến nó trở thành mối đe dọa đặc biệt nguy hiểm đối với Ukraine. Theo Defense Express, máy bay không người lái UAV của Ukraine đã ghi được hình ảnh hệ thống tên lửa nhiệt áp phóng loạt TOS-2 Tosokka của Nga trong khu vực chiến đấu ở vùng Lugan. Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy TOS-2 Tosokka của Nga xuất hiện gần chiến tuyến. Dựa vào hình ảnh này, không thể biết được những gì đã xảy ra với TOS-2 Tosokka có khả năng kiếp chiến đấu của TOS-2 Tosoka đã thoát khỏi cuộc tấn công. Tuy nhiên, đây là một hệ thống vũ khí cực kỳ nguy hiểm nên có thể Ukraine khi đó đang săn lùng TOS-2 Tosoka. Hãng kênh tin tức của Nga đưa tin về việc sử dụng TOS-2 Tosoka trên chiến trường vào tháng 5 năm 2022 và tháng 11 năm 2023. TOS-2 Tosoka là một trong những vũ khí mới nhất của lực lượng vũ trang Nga. Lần đầu tiên TOS-2 Tosoka xuất hiện là trong cuộc tập trận Caucasus năm 2020. TOS2 Toschka được thiết kế để phá hủy các phương tiện bọc thép hạng nhẹ, vô hiệu hóa những mục tiêu như căn cứ quân sự, hầm trú ẩn. Đồng thời gây hỏa hoạn, tạo màn khói bằng cách sử dụng đạn khói hoặc đạn cháy. Bệ phóng của TOS2 Toschka được đặt trên khung gầm bánh lốp thay vì bánh xích, được sử dụng trong TOS1 và TOS1A. Việc chuyển sang nền tảng có bánh xe này tạo điều kiện cho việc triển khai nhanh chóng đến các vị trí bắn, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, đơn giản hóa việc bảo trì và tăng cường khả năng cơ động. Được chế tạo trên xe tải quân sự 6x6. TOS-2 Toshoka có cabin bọc thép ở phía trước để bảo vệ trước hỏa lực của vũ khí nhỏ và mảnh đạn pháo. Phần phía sau chứa bệ phóng được trang bị một thùng chứa có 3 hàng, mỗi hàng có 6 ống phóng. Đặc điểm chính của hệ thống súng phun lửa này nằm ở khả năng tấn công ở khoảng cách hơn 10 km. Theo một số nguồn tin, tầm bắn tối đa của TOS-2 Toshoka là 15 km, trong khi các nguồn khác cho rằng nó đạt tới 24 km. TOS-2 Toshoka có thể bắn đạn nhiệt áp cũng như các loại tên lửa không điều khiển 220 mm hệ thống có thể phóng loạt tên lửa đầu tiên trong vòng 90 giây sau khi được triển khai đến vị trí khai hỏa. Hệ thống này có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 10 km. Theo một số nguồn tin, tầm bắn tối đa của TOS-2 Toshoka là 15 km, cũng có một số nguồn tin cho là 24 km. TOS-2 Toshoka được trang bị thiết bị dẫn đường hiện đại, bao gồm máy đo khoảng cách laser, định vị vệ tinh, máy đo tốc độ và thiết bị đo quán tính. Ngoài ra, hệ thống có thể khai hỏa từ các vị trí chiến đấu không chuẩn bị trước. Việc nhắm mục tiêu và điều khiển hỏa lực được tự động hóa Báo cáo của Nga cho biết, TOS-2 Toshoka có hệ thống tác chiến điện tử EVK để tự vệ trước vũ khí của đối phương. Hệ thống nâng cấp này chỉ có 18 ống phóng, ít hơn so với 24 ống phóng của TOS-1A Sonsepec và 30 ống phóng trên TOS-1 Buratino. Thời gian vừa qua, các cuộc tấn công ồ ạt của Nga nhằm vào các thành phố lớn của Ukraine nhằm mục đích làm suy yếu lực lượng phòng không Ukraine diễn ra vào thời điểm Kiev đang hối thúc các đối tác phương Tây cung cấp thêm vũ khí và đạn dược. Ukraine đã thiết lập các hệ thống phòng không nhiều lớp kết hợp giữa hệ thống phòng không thời Liên Xô và thiết bị công nghệ cao của phương Tây cùng khả năng trinh sát của máy bay không người lái có khả năng đánh chặn các tên lửa tiên tiến của Nga. Khả năng phòng thủ của Ukraine nhằm chống lại tên lửa và máy bay không người lái của Nga bao gồm cả những vũ khí có tuổi đời 40 năm như súng trường tấn công Svitlana Ruda đến vũ khí tối tân như hệ thống Patriot có giá hàng triệu đô la Mỹ. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS cho biết, ngay cả trước khi giao tranh xảy ra, Ukraine đã có hệ thống phòng thủ tên lửa tương đối tốt với 403 hệ thống trên đất liền. IISS ước tính, nỗ lực quyên góp và viện trợ từ các quốc gia khác đã nâng con số này lên tới 564. Trong số các hệ thống phòng không tinh vi nhất của Ukraine, có 5 khẩu độ Patriot tầm xa do RTX sản xuất, được Mỹ, Đức và Hà Lan gửi đến. Kiev cũng có hệ thống SAM-T do Tập đoàn Tên lửa châu Âu MBDA chế tạo và được Pháp gửi đến. Cả hai hệ thống của phương Tây đều có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.000 km. Cựu tướng không quân Mỹ Philip Bradlop cho biết, những hệ thống tầm xa này là thứ Ukraine cần nhất nhưng phương Tây hiện chưa cung cấp đủ. Ngoài ra, Ukraine cũng sở hữu nhiều hệ thống phòng không tầm ngắn như tổ hợp pháo phòng không tự hành Gepard, các tên lửa Stinger của Mỹ và Starshred của Anh. Tổng thống Ukraine ông Zelensky đã nói với các nhà lãnh đạo phương Tây rằng Kyiv cần các hệ thống phòng thủ tên lửa hơn những loại vũ khí khác. Song Mỹ và các đồng minh không có số lượng lớn những hệ thống này trong kho và chắc chắn phải mất nhiều năm để chế tạo. Ngoài hệ thống tối tân thời liên xô, Ukraine cũng sử dụng những hệ thống tầm trung và tầm xa thời liên xô một số hệ thống như Ruda có tuổi đời 49 năm được trang bị súng máy cỡ nòng lớn và súng trường tấn công cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại các mối đe dọa từ trên không. Kiev cũng tìm cách chuyển đổi một số bệ phóng cũ của Liên Xô để bắn tên lửa phương Tây. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng việc tích hợp quá nhiều loại vũ khí khác nhau có thể khiến hệ thống phòng không của Ukraine hoạt động kém hiệu quả bởi thiếu tính đồng nhất. Thưa quý vị, Mỹ là một trong số quốc gia đi đầu trong việc viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong đó, máy bay ném bom của không quân Mỹ là một trong những vũ khí đáng gờm nhất thế giới. Hiện nay, số lượng máy bay ném bom của Mỹ có thể thay đổi theo tình trạng sẵn sàng chiến đấu và thời gian bảo dưỡng, nhưng tổng thể lực lượng này có rất nhiều máy bay các loại. Năm 1939, quân đội Mỹ chỉ có khoảng 3.000 máy bay, nhưng đến cuối Thế chiến thứ hai vào tháng 9 năm 1945, con số này đã tăng lên 300.000 máy bay. Trong số này có đến 12.731 máy bay ném bom B-17, 18.493 B-24 Liberator, 9.890 B-25 Mitchell và 3.970 siêu pháo đài bay B-29. Kể từ sau Thế chiến thứ hai cho đến nay, quân đội Mỹ vẫn duy trì một lực lượng máy bay ném bom lớn nhất thế giới, mặc dù quy mô của chúng không còn lớn như xưa. Lực lượng máy bay ném bom hiện tại của không quân Mỹ nhỏ hơn đáng kể so với thời chiến tranh lạnh, thậm chí nước này đã từ lâu không sản xuất thêm máy bay ném bom mới. Dù vậy, không quân Mỹ vận hành cùng một lúc ba loại máy bay ném bom, gồm Boeing B-52 Stratofortress, Rockwell B1 Lancer và Northrop Grumman B2 Spirit cả ba máy bay hiện đang bước vào giai đoạn cuối của vòng đời phục vụ và chúng sẽ sớm được thay thế bởi Northrop Grumman B-21 Raider, dòng máy bay ném bom tàng hình tương lai của Mỹ vào năm 2030. Mặc dù Mỹ sở hữu rất nhiều loại máy bay ném bom và số lượng có thể thay đổi theo tình trạng sẵn sàng chiến đấu và thời gian bảo dưỡng, nhưng con số này không quá lớn và bất cứ thiệt hại nào trong tác chiến đều là tổn thất khó có thể bù đắp đối với không quân Mỹ. Từ năm 1952 đến năm 1962 Tổng cộng 744 chiếc B52 đã được Boeing sản xuất cho quân đội Mỹ. Sau hơn 70 năm, dòng máy bay ném bom này vẫn được Mỹ nâng cấp và cải tiến đều đặn. Một chiếc B52 hiện đại nhất có thể mang theo vũ khí nặng tới 32 tấn và có tầm chiến đấu điển hình khoảng 14.080 km mà không cần tiếp thêm nhiên liệu trên không. Hiện tại, Không quân Mỹ có 76 chiếc B52 trong biên chế và với những nâng cấp mới nhất, dòng máy bay ném bom này có thể tiếp tục bay cho đến tận năm 2050. B1 Lancer là dòng máy bay ném bom hạng nặng cánh cụp siêu thanh đầu tiên của Không quân Mỹ và là sự kết hợp giữa tốc độ bay siêu thanh của B58 Hustler với tầm bay và tải trọng của B52. Kế hoạch ban đầu của Lầu Năm Góc khi phát triển B1 là thay thế B58 và B52. Trong hơn 100 chiếc B1 từng được Rockwell chế tạo cho quân đội Mỹ thì có còn 45 chiếc vẫn hoạt động. Dòng máy bay ném bom này dự kiến sẽ hoạt động đến năm 2030 hoặc cho đến khi B21 đi vào hoạt động đầy đủ. Đối với những người yêu thích hàng không, Việc nhìn thấy một chiếc Northrop Grumman B2 Spirit đang bay là một điều vô cùng quan trọng. Đơn giản vì chỉ có 21 chiếc được chế tạo và sau vụ tai nạn năm 2008 thì con số này chỉ còn 20 chiếc. Lực lượng Không quân Mỹ ban đầu dự định mua 132 máy bay B2 và nó được thiết kế với công nghệ tàng hình khó phát hiện để có thể xuyên thủng các tuyến phòng thủ dày đặc của đối phương. Tuy nhiên, với sự tan rã của Liên Xô cùng với chi phí vận hành cao, chương trình này đã bị Quốc hội Mỹ cắt giảm vào đầu những năm 1990. Mặc dù được thiết kế ban đầu chủ yếu là máy bay ném bom hạt nhân, B2 lần đầu tiên được triển khai trong các hoạt động chiến đấu với vũ khí thông thường trong chiến tranh Kosovo năm 1999. Sau đó, nó tiếp tục phục vụ ở Iraq, Afghanistan và Libya. Chiếc B2 Spirit cuối cùng được sản xuất vào năm 2000 và các máy bay ném bom này dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động cho đến ít nhất là năm 2032. Thực tế, Mỹ từ lâu đã nổi tiếng là quốc gia có lực lượng không quân mạnh mẽ và tiên tiến nhất trong lịch sử. Nhưng máy bay chiến đấu nhanh nhất được đưa vào sử dụng là MiG-25 một tiêm kích đánh chặn, trinh sát và ném bom siêu thanh được phát triển ở Liên Xô trong những năm 1960. Các chương trình thiết kế MiG-25 bắt đầu vào năm 1958, nguyên mẫu đầu tiên E-155 ra mắt vào năm 1961-1962. MiG-25 thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 1964. Ban đầu được chỉ định là dự án E-155, chiếc máy bay nguyên mẫu sau này trở thành MiG-25 đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 1964. Cuộc thử nghiệm cấp nhà nước đối với máy bay chiến đấu này tiếp tục diễn ra từ năm 1965 đến năm 1970 khi các kỹ sư Liên Xô mất nhiều thời gian do thiết kế độc đáo của MiG-25. Một số chuyến bay thử nghiệm được thực hiện trên bán đảo Sinai. Năm 1972, MiG-25 chính thức được lực lượng phòng không Liên Xô sử dụng làm vũ khí cho phép Liên Xô chiến đấu với máy bay ném bom và máy bay trinh sát siêu thanh của Mỹ. Được NATO định danh là Foxbat, MiG-25 trở thành máy bay đánh chặn đầu tiên của Liên Xô có khả năng đạt tốc độ Mach 2,83 tức là vào khoảng 3.000 km/h. Mặc dù MiG-25 có đủ lực đầy để đạt tốc độ Mach 3,2, nhưng các phi công được khuyên không nên vượt quá giới hạn tốc độ Mach 2,83 để tránh động cơ quá nóng. Vào tháng 8 năm 1977, phi công thử nghiệm của Liên Xô Alexander Fedotov lái chiếc MiG-25 đã lập kỷ lục thế giới về độ cao cho máy bay phản lực là 37.650 m. Đến nay kỷ lục này vẫn chưa bị phá vỡ. Nhiều biến thể khác nhau của MiG-25 đã được Liên Xô xuất khẩu sang các nước khác, trong khi một số quốc gia vẫn còn trang bị máy bay chiến đấu MiG-25 cho lực lượng không quân phần lớn các quốc gia sở hữu đã cho nghỉ hưu loại tiêm kích này, trong đó có cả Nga. MiG-25 cũng được coi là máy bay duy nhất có khả năng đạt tốc độ trên mét 3.0, hiện đang được các lực lượng không quân trên thế giới sử dụng. Mặc dù MiG-25 vẫn được coi là máy bay chiến đấu có tốc độ nhanh nhất thế giới, nhưng xét về tổng thể, đây không phải là máy bay nhanh nhất.